Chú ơi, thì con đến đây thì con cũng đã cúng cầu cho chú. Thì có điều là con muốn chú cho con biết là hôm qua con đến đây con thấy những con bướm có hình hài, thì là một con bướm nhưng mà rất là kỳ lạ là cứ bay xung quanh ngôi mộ của chú. Không biết Phật. Gì đó trời. Nó mua gì đó Phật. Con chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi thì con đang có mặt ở ngôi mộ của chú Ngọc. Thì hiện tại cả nhà, như cả nhà thấy đó, thì hôm qua con đến thì là cả nhà thấy một cái điều rất là linh nghiệm, đó là giống như là con bướm bướm này á, con về con cứ suy nghĩ nhiều, là con nhiều khi con nghĩ là không biết là bướm bướm này do tự nhiên nó đến, hoặc là bướm bướm này do chú, hay là bom bóm là hóa thân của một cái vong linh nào đó nữa. Nhưng mà rất là kỳ lạ, nó làm con thúc nó thúc đẩy cho con phải tìm hiểu về cái vấn đề này. Một con bướm này nó nếu mà con bướm thường thì nó sẽ bay lướt ngang, cả nhà thấy nó sẽ bay lướt ngang một lần và nó đi, hoặc là nó dữ lắm thì nó bay gần gần đó, nó gặp con thì nó sẽ phải sợ đúng không, tại vì bướm bướm mà cả nhà nó gặp những cái động vật khác thằng này nó sẽ sợ. Còn này không, nó bay vòng vòng ở đó hoài. Mà về coi camera lại á, thì đặt camera thì con thấy con bướm này cái dấu hiệu giống như nó có linh tính. Khi mà con đặt camera con thấy nó đậu xuống ngay chỗ bàn cúng, rồi đầu nó đậu đó một hồi, cái nó bò lên gần cái mộ, xong rồi nó bay lên, nó đậu trên cái mấy cái nhánh bông, rồi nó đậu ngay cái chỗ gần mấy cái đàn cày nữa cả nhà. Nó bay vòng 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 mà con thấy cũng lạ, là không phải một lần, phải như những con bướm khác thì nó bay đến đó đúng một lần một rồi nó đi, hoặc là có thể là nó sẽ không lại cái đầu mã đó hoài. Tại sao nó không hả đậu được ở đít mã, tại sao mà nó không đậu ở trên mã mà là ngay cái đầu mã, mà ngay đầu mã là cái bàn cúng, mà tại sao nó lại lựa chọn ngay đó mà nó đậu? Đó là nó đậu giống như nó có cái mục đích gì cả nhà. Con không hiểu, con nhiều khi nghĩ là có thể là chú muốn nói điều gì đó, nhưng mà nghĩ là thay vì chú hiện ra vậy nhưng mà chú không nói với con, mà tại sao mà con bóp bởi nhiều cái suy nghĩ. Như cả nhà có ý kiến như thế nào? Con thật sự con cũng hơi rối. Nếu mà hôm nay mà con trở lại mà con thấy chú bướm đó ở đó nữa, mà cũng cái bay vòng vòng mà kiểu mà đáp ngay cái chỗ bàn cúng nữa, là con nghĩ là khả năng là chắc chắn là một là chú, hai là một vong linh nào đó đang muốn được đến đây được hưởng những cái phần cúng này, nhưng mà phải là chú bướm đó mới được. Chú bướm nó mà một hình như một màu vàng, không có bông. Còn mấy bướm kia cũng có những bướm bay gần nhưng mà vàng nhưng có bông, còn màu này một kia nhiều. Với lại con cúng ở cả nhà thì hôm qua thì cũng có nghe cái chị đó kể sơ sơ, nhưng mà con cũng nói chung tại vì đặt máy nhiều và lâu quá thì sợ cả nhà, nói chung nó không có gì để cho cả nhà ấy. Nhưng mà trong những có những cái đoạn mà chị đấy có nói với con về vấn đề ngôi mộ, thì chị có nói là vì cái ngôi mộ phía bên kia thì là của cụ bà chín mấy tuổi rồi, là bà ngoại của chị, thì lên đây ngày khi hôm nay hôm qua là chị lên chị cúng đó, là
đó là giáp giáp năm của cụ, thì lên để đem cho giấy tiền vàng bạc này nọ, khi mà giáp năm cúng cả nhà thì gom lại thì đem lên đây để chôn dưới gốc mã, tại vì bên đạo Hiếu Nghĩa là như vậy đó cả nhà. Tại vì giấy tiền vàng bạc này nọ khi mà đốt rồi là gom ở trong một cái chậu, rồi đến cái ngày 100 ngày đem lên nè, 49 ngày đem lên, 100 ngày đem lên, giáp năm đem lên, Sả Bang đem lên, đem lên là chôn ở dưới gốc của ngôi mộ, nghĩa là gốc này gốc kia vậy đó. Thì tại quan niệm ở bên đạo Hiếu Nghĩa là người ta nói là đem lên chôn dưới mã thì người người mắc đó đó mới nhận được, rồi mới đem theo được, mới xài được. Cái đó là tại vì tùy cái Lộc cũng là người, Lộc cũng là ba mẹ Lộc cũng bên đạo Hiếu Nghĩa, nhưng mà tùy người nó có cái cách suy nghĩ khác nhau, và cũng nói chung là mỗi cái khác. Tại bây giờ cả nhà cùng con quay trở lại cả nhà để xem hôm nay như thế nào cả nhà. Cả nhà không coi bên đây, con lợi đây, con bướm có đó, bông được còn tươi đấy cả nhà, con bướm đậu trên cái máy niệm Phật cả nhà, thấy không? Đậu ngay cái máy niệm Phật luôn, khi lợi con lợi cái bay đi. Nam mô A Di Đà Phật. Không biết cả nhà nãy có thấy giống con không nữa. Ngay chỗ cái máy niệm Phật luôn. Con mua bướm đậu nhưng mà muốn bướm không phải bướm hôm qua. Bướm khác. Nam mô A Di Đà Phật. Để con tắt cái máy niệm Phật một cái cả nhà. Mua máy còn quay. Ủa? Mọi người con vừa tới con nhìn thấy có một con bông bướm đậu ở trên cái máy niệm Phật, mà con không biết là nhìn không có giống bướm chứ. Bữa trước cũng bướm vàng nhưng mà nó đen hơn cả nhà. Bướm trước thì nó chằng khè luôn à. Nhiều khi ấy mình không biết được. Đây cả nhà, để con còn hai cây bông hoa na vẫn còn tươi, để con hái thêm vô con cầm cả nhà. Tim bông ở đâu hái tim bông bông đỏ ở đây có bông này cả nhà. Bông này giờ ít quá, tính ra bình bông này cắm vậy cũng đẹp quá cả nhà. Này con đốt nhang cho chú cái, để con hôm nay con muốn hỏi chú là bữa hôm qua con đến thì con quên thấy mà quên hỏi chú là như thế nào rồi. Cái con bướm đó là như thế nào nữa. Nắng quá, nắng này gọi nghe cái. Để hồi chắc con qua gốc xài con cúng thử quá. Cũng có nhiều cô chú nói là sao mà Lộc không, nếu mà trời nắng vậy mà Lộc không cúng ở cái gốc xài đi, mà cúng như đồng mộ.
Tại vì cả nhà biết rồi, thì đầu mộ là cái nơi mà người ta là làm giống như một cái bàn thờ cúng, thì mình quy theo quy tắc thì mình sẽ cúng ở đó. Nhưng mà để coi con hồi con tử con cúng bên cây sài có điều gì bên đó không cả nhà. Quá nắng này. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Con cầu chú Nguyễn Văn Ngọc từ chàng vào ngày 16 tháng 10 âm lịch, thì hôm nay con đến đây thì trước tiên con xin phép mạng phép đến đây thắp lên cho chú và ba nén hương này để con cầu cho chú cũng như là sớm nó nhận ra được những cái điều mà mình đang chấp niệm và cố gắng buông bỏ để được giải thoát nữa, về một cái nơi khác. Đừng có cố gắng cố chấp ở đây nữa. Con biết là chú ở đây chú gắng cố gắng cố gìn giữ cây cũng như gìn giữ ngôi mộ của mình, nhưng mà đây những gì là những cái điều tạm bợ. Chú nên hiểu rằng là sớm buông bỏ là một cái điều tốt, buông bỏ để về một cõi là lành, để về một cái cõi khác để sớm được giải thoát, chứ không phải là cứ mãi như vậy hoài thì cũng không được. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Vậy này là nắng đổ lửa luôn cả nhà. Gì ta? Nắng quá nắng này. Đây cả nhà, đây con đi qua bên cái thang nó ngã. Cái mộ phía sau này nè cả nhà. Con chỉ nè. Là cái mộ này là của một anh. Con nói anh tại do đó anh này mắc lâu lắm rồi. Nhưng mà lúc mới mắc á mới 12 tuổi á. Mà mắc là do bị điện giật á cả nhà. Đi là cái xưởng đá người ta đã bị điện giật. Chết tại vì con qua con cũng nghe cái chị đó kể lại với con mới biết á. Để con qua bên đó con thắp nhang cái cả nhà. Con biết mình có nên cúng ở đây hay không? Tại dù gì cúng đằng đó thì cũng ấy, nhưng mà ở đây có thể là sẽ có những vong linh khác ở đây nữa, cho nên là nhiều khi con nghĩ con nên cúng ở đây, hoặc là có thể con cúng hai mâm ở đây và ở đặng để xem như thế nào. Mũi quá mũi. Ý kiến. Nam mô Di Đà Phật. 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 Con cầu chư vị sơn thần, chư vị đất đai nhân trạch, ông bà phước mặt phước mài trên mảnh đất hiện tiền. Thì hôm nay con đến đây thì trước tiên con muốn thắp ba nén hương này để gửi đến cho tất cả những vong linh, những quan hồn, những người phước mặt phước mài, chư thần thổ địa, năm non bảy núi, tất cả những vong linh hương linh mà chết siêu mồ lạc mã, cũng như những ông bà mà đối khác, những vong linh đối khác. Thì hiện tại con đến đây xin phép con thắp ba nén hương này, con cầu mong cho tất cả những vong linh. Ủa cả nhà, sao kỳ vậy? Cả nhà thấy là nhang, con chưa đốt nhang mà khối đâu tự dưới đó lên vậy. Nhà thấy khói từ ba điếu thuốc, mà trong ba cái thuốc này ai đốt từ khi nào rồi cả nhà ơi? Cả nhà thấy nó bốc lên không? Đó, ba điếu thuốc. Mình đâu có nhang đâu, con chưa kịp mà cầm nhang đó nữa mà khói đâu ra từ dưới đó bốc lên cả nhà? Đó, cả nhà thấy không? Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật.
Dạ, để con ấy ở đây con. Con làm một cái bàn cầu ở đây. Ý là bàn cúng đây nữa, thử coi như thế nào. Cả nhà, khi mà con phủi ra con thấy có cái dấu giò ở đây sâu dưới luôn cả nhà. Cả nhà thấy nè, có dấu giò, một cái dấu giò người sâu in sâu lúc ở dưới. Mà đất này làm sao mà, cát này làm sao mà in được cả nhà. Cả nhà, để cho cả nhà xem. Đây nè, đây cả nhà thấy không, in cái dấu chân, cái khóc chân nè. Để con để cái giò cả nhà xem nè, có dấu bằng chân mà in sâu dưới luôn. Mà làm sao mà có thể mà in sâu được vậy? Rồi để con đem đồ qua đây, con cúng ngay chỗ đó rồi cái như thế nào cả nhà. Cúng ngay cái chỗ cái bàn đó, con mong rằng là sẽ có thể ai đó sẽ có thể đến đây mà hưởng. Đây có bông bướm này đảo đảo rồi ta. Mô Di Phật. Đây con Phật. Thì con đem mà bệnh cúng cho chú. Nam Mô Di Đà Phật. Thì con cầu Phật Tổ Bất Thầy Chư Quan Cứu Thần Chư Vị Sơn Thần, tất cả những hương linh ở đây. Thì hôm nay con đến đây á, thì trước tiên con cũng không mong gì hơn, thì con chỉ cầu á là làm sao á là những vong linh ở đây, thì nếu mà đối khác á thì cứ đến đây là hưởng. Con không có gì nhiều, thì con ít bánh trái cũng như là giấy tiền nhận bạc, thì hãy đến đây mà thụ hưởng. Nam Mô Di Đà Phật. Quên nữa. Nam Mô Di Đà Phật. Để cả nhà qua đây với con. Qua bên cái khung mộ này để con cúng cho chú bên đây riêng. Đi xa xa đi vô đây, nắng quá nắng rồi. Nam Mô Di Đà Phật.
Mô Di Phật cà chúa ơi, con thì hôm nay con đến đó, con muốn biết xin một vài chuyện, những điều xoay quanh ở đây. Con mong là chú có thể xuất hiện và tỏ bài cho con biết. Nam mô Di Đà Phật. Nắng gội gì quá nó được không hỏi cái nhà ngay cái đầu con. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Cúng cái để xem như thế nào. Ok, chắc để nằm mồ nằm mồ như được phật
Dạ, Nam Mô A Di Phật. Dạ, thưa ông. Dạ, ý ông như thế nào không? Dạ là sao không? Phật. Cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Ý chú nói là sao chú? Giờ này chú ơi, con chú kêu con đem những cái đó đi về đi hả? Tại sao vậy chú? Chú không cần hả? Nó mua Phật thì đây chú ơi, con cúng cho chú ở đây nè, chứ mà ở đó con cúng cho người khác đó. Nó mua Phật ý cái chú là gì? Nó mua gì Phật thì con ở đó con cúng không phải là cho chú, con cúng cho người ta. Nó mua gì Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con không hiểu. Ý chú nói gì là sao con không hiểu. Chú không cần hả? Hay là sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Chú ơi thì con đến đây thì con cũng đã cúng cầu cho chú. Thì có điều con muốn chú cho con biết là hôm qua con đến đây con thấy những con bướm có hình hài, thì là một con bướm nhưng mà rất là kỳ lạ là cứ bay xung quanh ngôi mộ của chú. Không nghĩ là Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Gì đó trời. Nam Mô A Di Đà Phật. Wow. Cái gì vậy? Ý chú nói là sao chú? Giờ này chú ơi con chú kêu con đem những cái đó đi về đi hả? Tại sao vậy chú? Chú không cần hả? Nam Mô A Di Đà Phật thì đây chú ơi, con cúng cho chú ở đây nè, chứ mà ở đó con cúng cho người khác đó. Nam Mô A Di Đà Phật ý cái chú là gì? Nam Mô A Di Đà Phật thì con ở đó con cúng không phải là cho chú, con cúng cho người ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con không hiểu. Ý chú nói gì là sao con không hiểu. Chú không cần hả? Hay là sao? Nam Mô A Di Đà Phật.
chú ơi, thì con đến đây thì con cũng đã cúng cầu cho chú. Thì có điều con muốn chú cho con biết là hôm qua con đến đây con thấy những con bướm có hình hài, thì là một con bướm nhưng mà rất là kỳ lạ, là cứ bay xung quanh ngôi mộ của chú. Không biết Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Gì đó trời. Nam mô A Di Đà Phật. Cái gì vậy? Cái nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy giống con không? Dường như là trong cái này chú định nói con cái điều gì đó. Hổm gài con không có đến, không cúng bánh, không cúng đồ ở đây á. Ủa cả nhà, con để con đi cái máy xuống. Nãy con để mấy cái ly nước con đứng bình thường đúng không cả nhà? Bây giờ lạc hết rồi, đổ trên nước, nước còn có chút xíu xíu không? Ủa? Mà nước nổ đổ ra đây nhìn cũng thấy chứ. Có đâu hết ta? Cái nhà còn có nhiêu nè. Nam mô A Di Đà Phật. Con thấy cái gì đấy nó lấp ló ở trên này, nhưng mà nhìn không có ra. Nó hơi xa, với lại nó hơi khó thấy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ông bà ơi, đây thì con cúng cho những vong linh ở trên trong cái thân cây này cũng như trên miếng đất này, thì ông bà linh thiêng thì ông bà về đến đây mà nhận nhé. Con thì có gì con cúng nấy, tại vì con nghĩ là từ trước nay con không biết ở đây là có thêm những vong linh khác nữa, cho nên con chưa có cúng đến. Thì hôm nay nếu mà được biết vậy rồi á, thì con cũng muốn cúng kiến cho vong linh ở đây chút ít đồ. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây bánh trái thì con cúng rồi, thì con cũng mong là con sẽ rải ra nếu mà những động vật chuột mũi kiến gián gì đó đến đây chia sẻ cái tội cái phước này với con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nha. Cái cây này con thấy ngộ hay lạ, thế nên con bẻ con chụp nhà xem. Không biết nó như thế nào mà nó bị như thế này nè. Nam mô A Di Đà Phật.
cả nhà, có thể là ở đây có một cái dông nữa, mà cái dông này thì mình chưa có thể thấy, mình không biết một dông hay nhiều dông khác nữa, mình không biết nữa cả nhà ơi. Đi qua bên mộ bển với con ra nha. Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Thì chú ơi, thì con xin phép chú, ở đây bánh trái con đã trúng xong rồi, còn phần còn lại con cũng xin rải ra để cho tất cả những động vật ở đây có thể đến đây ăn. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Không biết rải đâu, rải nhiều quá, chỗ một nhiều quá rồi chị cái chủ đất lên người ta thấy, người ta cũng thấy bực bội cái nha. Mình đi dục. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Đây, con chắc có thể con thắp ba nén hương cho chú nữa, con về các nhà ơi. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Thì cả nhà, thì như cả nhà thấy đó, con cũng có thấy được nhưng mà không có biết được hình hài của cái người này như thế nào. Và điều ở đây bây giờ hôm nay, đến tận hôm nay thì con mới dám chắc chắn một điều, nơi đây có một vong linh nữa, một cái vong linh thứ hai, hoặc có thể là nhiều vong linh khác nữa, nhưng mà trước mắt thì chúng ta không thấy được. Nhưng mà khi mà chú định đến đi đến đây thì chú sợ, và chú đi vội vàng vô cái cây lại cả nhà, giống như đang lo sợ một cái điều gì đó mà mình mắt thường thì mình không thấy được. Chú muốn giữ cái cây này, nhưng mà trong thân cây này thì theo con cảm nhận là có một cái điều gì nữa, có một vong linh nào gì đang ngự ở đây nữa. Nam Mô Di Đà Phật. Thì bây giờ chú ơi, thì nếu mà có duyên thì một ngày đó chú cho con biết, cho con biết rõ là con nên làm gì và chú cần điều gì. Và nếu mà có thể thì chú cũng hãy nói giùm con với những vong linh nơi đây. Thì con đến đây với cái tâm của con là mong muốn giúp đỡ những vong linh, không mong cầu điều gì ở họ. Nếu mà có duyên thì hãy cho con thấy và để con cúng kiến, cũng như là cho con có thể góp lời để cho những vong linh đó sớm ngày buông bỏ, cũng như chú sớm nghe được những cái lời mà con cầu khấn, mà hồi tâm chuyển ý, đừng cố gắng ở gìn giữ mảnh đất này nữa, tại giống dĩ ở đây là nơi được cõi tạm thôi. Nam Mô Di Đà Phật. Cả nhà, cả nhà chắc có thể là con cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của con. Thì bây giờ có thể là con sẽ rời đi, con về thì để xem coi như thế nào rồi mình trở lại nữa.
con mong là có thể thấy được cái vong kia nữa, cái vong còn lại á, hoặc là có thể những vong khác ở đây. Nếu mà có duyên thì mình giúp được họ được, điều đó còn tốt nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cả nhà, hẹn cả nhà về những video tiếp theo. Bye cả nhà nha.